Yo ánimo, de un beso. Está acusado, tampoco estará. Bây giờ tiếp mình đi dạy nha, mình uống để quên đời, quên mình. Mình nhớ mãi tới ngày 30 tháng 4 đó, ngày tan thương cả đất nước mình. Chắc quý vị cũng biết, mà quý vị nào biết thì tôi nói ha. Lúc mà tụi Dân Cộng nó vô đó, thì thứ nhất, tất cả mà quân dân kháng chiến nó gửi đi cải tạo hết. Cải tạo có những người nó đi tối thiểu là 3 tháng, có mấy người 30 mấy năm vẫn còn ở tù. Cải tạo cùng mẹ gì, cải tạo, chán bỏ, cải tạo. Cải tạo gì mà, cải tạo ra chết sau chiến tranh đó mà chết gần 57.000 người nó không trại cải tạo. Vậy đó mà hỏi, cải tạo cái gì? Rồi nó đưa người ta lên dùng kinh tế mới nữa. Kinh tế gì, chết, cũng chết. Cái mấy người trốn về, nó không cho làm gì, cái nghề xích lô nó cũng không cho làm nữa. Con em á, thì nó không cho đi học, tụi khốn nạn, bỏ nạn, chửi bà chửi hết. Lâu tôi ghét đó. Tôi sách hình Hồ Chí Minh được chửi, đích bố nó, chửi hoài mà chửi nó không nghe. Đúng là thằng dày mà, chửi hoài được. Okay. Rồi cái dân tộc mình đó, từ 30 tháng 4 đi vượt biên. Quý vị còn nhớ không? Cứ 6 người đi là một người chết. Cứ 6 người đi, một người bỏ thay trong rừng hoặc là trong biển cả. Hỏi vậy con muốn sao nữa hả? Uống thì bà, quên, còn cái gì nữa mà nhớ. Cuộc đời lẳng lặng trôi qua 42 năm rồi, 42 năm trong ngục tù tối tăm, thì cái bọn Việt Cộng gây tan tóc rồi nọ mà chửi hoài đó mấy công an không mới ngồi đi mấy nó tới 2-3 lần rồi tức quá thôi gầy chửi bằng tiếng Pháp không biết ngu lắm từ đức tôi vừa dốt thì ngu lắm chả biết tập AB con mẹ gì hết tôi sai với Pertet rồi cứ lên thoát AB sau sau kia Le Viet Cong, c'était le communiste nordiste, sont venus envahir notre pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont envoyé des gens dans les camps de concentration, nommés camps de rééducation. Quelle rééducation? Après la guerre, il y a eu 57 000 morts dans ces fameux camps. À partir du 30 avril, il y a des gens qui sont partis à l'étranger. Faut pas croire que c'est facile. D'abord, il faut payer le coco. Coco, c'est communiste. Faut payer en or, de préférence. Ensuite, faut savoir qu'il y a le pirate, il y a le bandit, les grands chemins, et surtout, il y a les policiers communistes. On estime que pour 6 personnes qui partent, il y a une personne qui meurt pour la liberté. Ils préfèrent mourir plutôt que d'être dans un pays qui est toujours d'ailleurs une grande, grande prison. Une grande prison. On t'en va là, tự giờ ở chạy đâu mất rồi hả? On t'en va con trốn đâu, tự giờ đâu. Ủa, có chuyện lâu quá vậy? Xin lỗi chú, mẹ lo quá. Rằng con đủ thứ nên lâu. Mẹ con lo là phải, tại đó mẹ con cũng vượt biên, sợ con về đây bị ta bắt nữa. Ủa, bị bắt hả? À, ở đây cũng bắt là bắt rồi con, không có cái gì hết. Nó muốn bắt con, bắt chú, bắt ai cũng được. Chú có thể thêm cho con cái ngày 30 tháng 4. Tại chú có nói chuyện người ta quá xá con trốn đâu. Về chú kể cho con nghe điện bằng một bản nhạc chịu không? Dạ. Yeah. Con mà nghe bản này rồi con hiểu nỗi lòng của những người ở lại. Là những người nhưng mà ở, nhưng mẹ con đi rồi đó, gửi một chút quà về cho quê hương. Thì con sẽ hiểu ngay rồi hả? Giờ đợi công an trốn rồi sắp đời, nó làm bản nha. Ok.